Em xin chào tất cả quý anh chị và các bạn đã quay trở lại channel của Hot Music. Kính thưa quý vị, thì thời điểm hiện tại là một thời điểm mà cuối năm rồi, gần Tết rồi, tiệc tùng rất là nhiều, thì cái nhu cầu đi show của anh em chúng ta cũng tăng rất là nhiều, hoặc là nhu cầu nhậu nhẹt ăn uống, tiệc tùng cuối năm ở nhà chúng ta thì cũng rất là nhiều. Chính vì vậy nên một cây đèn có khả năng biểu diễn sân khấu, chống feedback, chống hú cực kỳ tốt thì là một nhu cầu không thể thiếu của chúng ta. Và hôm nay thì em sẽ dành ra một clip này để trải nghiệm nhanh cùng với quý vị và share cho quý vị một cây đàn này. Đây là một cây đàn Hibania. Trên kênh của em thì cũng đã review rồi. Thì mọi người nếu mà quan tâm chi tiết thì có thể bấm lại cái đường link em để bên dưới nhé. Hôm nay em sẽ chỉ test cho mọi người âm thanh của cây đàn và giá của cây đàn nhé. Cây đàn này thì trên thị trường đang được bán với giá là 10,5 triệu đồng. Và sale Tết thì nó chỉ còn là giá là 9 triệu rưỡi thôi nhé mọi người. Cây đàn rất tốt, cực kỳ đẹp, mới và thương hiệu uy tín Martinet The Savarer. Bây giờ xin mời mọi người cùng trải nghiệm âm thanh của em nó và những chức năng của nó nhé. Vâng, và nếu quý anh chị nào chúng ta muốn sở hữu cái đàn này với cái giá siêu tốt như thế này trong thời điểm hiện tại rất là khó ở trong năm mà chúng em sell những cái đàn như thế này tuyệt vời như thế này nhé mọi người nhé. Cho nên là nếu mọi người yêu thích thì hãy vui lòng liên hệ ngay với số điện thoại của shop là 0885 17971 để mọi người có thể sắm ngay em đàn này nhé. Cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ chất lượng. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.